Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. Video chia sẻ hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách root những cái dòng điện thoại Xiaomi chạy phiên bản HyperOS và Android 14 nha. Ở đây thì con này là Redmi Note 13 đang chạy phiên bản HyperOS 1.0.6.0 và Android 14. Thì root thì đơn giản thôi, anh chị có thể thực hiện cái bước sau đây. Việc đầu tiên thì mình sẽ bật chế độ tùy chọn nhà phát triển lên bằng cách là mình sẽ bấm nhiều lần vào trong cái mục OS version này ha. Thì nó báo là bạn là nhà phát triển thì mình sẽ thoát ra. Mình sẽ vào ở trong chế độ cài đặt nhà phát triển để mình check một số thông tin. Thì để root được thì chắc chắn 100% thì thiết bị của anh chị và các bạn đã phải unlock bootloader nha. Ở đây thì thiết bị này em đã unlock bootloader rồi. Còn nếu mà chưa biết cách unlock thì mình có thể xem video tham khảo dưới phần mô tả cách hướng dẫn unlock bootloader dòng sản phẩm này cũng như là những dòng sản phẩm khác ha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ bật cái chế độ USB debugging lên, cửa lỗi USB á, mình sẽ bật nó lên. Rồi, đó là hai bước. Tiếp theo thì mình sẽ check cái sản phẩm này đã root hay chưa. Thì ở đây em đã có cài cái phần mềm root checker nè. Thì em sẽ mở nó lên và em sẽ bấm check ha. Thì anh chị và các bạn sẽ thấy là nó báo là chưa có root nè. Đó. Rồi, đó là check thiết bị chưa root. Và một phần nữa thì mình sẽ cần phải kiểm tra thiết bị của anh chị và các bạn. Thì mình có thể sử dụng cái phần mềm Dev Check. Đây, sau qua mình sẽ chọn lên cái mục System. Ở đây thì nó sẽ có cái modem Redmi Note 13 modem. Tên sản phẩm Sapphire bản Global ha. Đó. Thì mình sẽ xem những cái thông tin này để mình tải một cái phiên bản ROM. Mình sẽ thực hiện trên máy tính ha. Mình tải bản ROM phù hợp với cái thiết bị này. Đó, mình vào đây để mình check ha. Chip Snapdragon 685. Ok. Bây giờ mình sẽ thực hiện ở trên cái máy tính để mình tải bản ROM nha. Ở trên máy tính á, thì ở đây em đang có một cái thư mục Note 13 sẵn rồi. Và em có một cái ROM. Thì cách những dòng sản phẩm khác thì cũng tương tự ha, ROM này. Thì để tải ROM này thì anh chị và các bạn sẽ truy cập vào cái trang này nè. Anh chị và các bạn sẽ vào cái trang mifilmware.net. Sau đó mình gõ với cái tên là Note 13. Note 13. Thì nó sẽ ra nè, Note Sapphire. À, anh chị đang sử dụng cái bản nào thì mình sẽ tìm theo đúng ha. Của em là bản này. Em sẽ chọn vào. Rồi, mình sẽ cần tải cái bản ROM. Thì ở đây nó có cái bản ROM Global. Đó, mình sẽ bấm lên Global. Và bản mới nhất của nó ở đây. Nè ha, anh chị và các bạn sẽ để ý. Đây, em sẽ kéo qua đây cho dễ ha. Rồi, ở đây. Thì mình để check cái bản ROM ở trên đó thì mình sẽ nhìn ở trong cái dev check này nè. Mình qua cái bản system này thì mình sẽ thấy cái bản ROM đây. Đó, cái phiên bản firmware của nó. Đó, ở đây. Thì mình có thể xem ha. Đây. Rồi mình so sánh với cái trên cái máy tính. Ok ha. Rồi, ở đây khi mà mình xong thì mình sẽ bấm vào mình download. Rồi, sau khi mà chọn lên download rồi thì ở đây nó sẽ có những cái server nè. Anh chị và các bạn có thể tải một trong các server này. Thì nó sẽ ra một cái tập tin giống như là trên cái máy tính của em ha. Đây, mình sẽ dãy nén nó ra thì nó sẽ ra một cái thư mục giống như vậy. Đó, sau mình mở nó vào đây. Ở trong đây thì anh chị và các bạn sẽ truy cập thẳng vào trong cái thư mục này và chọn cái mục email. Ha. Rồi, ở trong đây thì mình tìm giúp em một cái file boot, init boot. Đây là cái file boot mình cần nè, init boot. Đó, sau đó mình sẽ copy nó ra. Mình bắt nó ra màn hình chính. Rồi, đó, mình bắt nó ra đây ha. Rồi, ở đây thì em đã có sẵn cái công cụ cái này là Magic. Bây giờ em sẽ kết nối con điện thoại này vào ở trên máy tính ha. Anh chị có thể là thực hiện từng bước theo hướng dẫn nha. Rồi.
Rồi nó nhận rồi thì bây giờ mình sẽ đây mình kéo cái này ra. Cái này là Magic nha. Đây mình sẽ copy hai cái file này vào ở trên cái điện thoại. Copy. Rồi. Đó. Dán vào trong cái điện thoại. Rồi, trên điện thoại thì anh chị và các bạn sẽ nhìn giúp em ha. Mình sẽ mở cái ứng dụng File Manager lên. Ở Cloud. Đó. Rồi, ở đây thì sẽ có hai cái file init boot và cái file này. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt cái Magic. Cài đặt nó. Rồi đợi nó cấp cái quyền cài đặt nha. Ok, rồi bấm cài đặt. Bấm Open. Rồi, cloud. Thì ở đây anh chị thấy Super User và Modem nó chưa sáng lên là nó chưa có root được ha. Tiếp theo thì mình sẽ pack cái file đó bằng cách là mình bấm Install. Chọn lên cái mục này. Rồi nó sẽ dẫn vào trong cái quản lý file. Và ở trên đây thì mình sẽ chọn lên cái bộ nhớ. Và mình chọn lên cái file này ha. Rồi. Mình chọn Let's Go. Đó, thì anh chị thấy là nó sẽ tạo ra một cái file này, cái file này. Nó nằm ở trong cái thư mục download. Thì bây giờ mình sẽ qua cái máy tính. Trong cái máy tính này thì mình đây download thì ở đây nó sẽ có tạo một cái file nè, nó giống như cái file ở trên con điện thoại này ha. Mình sẽ kéo nó ra đây, nó đây. Ok, đó là xong phần ở trên điện thoại. Tiếp theo thì mình sẽ cài đặt cái Minimal ADB and Fastboot. Thì file em có cung cấp đây luôn, thì mình chỉ cần mở nó lên thôi đó. Sau rồi mình cài đặt. Link thì dưới phần mô tả hết anh chị và các bạn ha. Ok, bấm Z để nó cài nè. Đó. Rồi bấm Next. Finish. Ok, khi mà nó cài xong rồi anh chị và các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có cái này. Rồi mình sẽ chuột phải lên, chọn cái mục Open File Local. Rồi nó sẽ vô đây ha. Đó. Sau đó mình sẽ copy cái này. Mình kéo nên bỏ vô đây. Bấm Continue. Xong. Rồi bây giờ quan trọng là mình sẽ đổi cái tên file này giống như cái này. Thì ở đây thì anh chị chỉ cần rename. Copy. Sao vô đây. Mình sẽ chọn rename. Sau đó mình paste. Đúng cái tên đó là được. Continue. Ok nha, hai cái này nó giống tên với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ vào lại Fastboot bằng cách nhấn giữ nguồn nguồn giảm luôn. Giữ khi nào mà nó vào chế độ Fastboot thì mình thả ra. Ok, vào chế độ này luôn. À, Fastboot rồi, bây giờ tắt cái này đi. Mình làm lại từ đầu ha. Rồi, mở lên. Open file local. Bôi đen cái này, gõ chữ CMD. Rồi. Nó ra. Ok, bây giờ mình gõ cái từ Fastboot Device. Đó. Ở đây nó nhận cái thiết bị rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lát cái file này vào ở trong đây. Thì mình gõ cái chữ là khỏi cần gõ luôn, copy cho nó nhanh. Thử được không? No chấm img. Ok, nó. Nha. Chấm img mới được. Nãy giờ mình chưa chấm img. Rồi bây giờ mình sẽ gõ cái lệnh này lại. Fastboot. Đó.
Để cho thiết bị nó khởi động lại ha. Ok, mở nó lên. Bây giờ mình sẽ giúp nó sang. Đây, cái magic. À, để lại. Mở cái magic lên. Đó. Thì nó sẽ hiển thị lên. Nào. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm install. Chọn cái này. Reboot. Rồi, magic. Đó, anh chị và các bạn thấy cái mục super user với mục module này nó có hết rồi ha. Đó, vậy là đã nó root thành công rồi. Nè, RAM disk. Jarrick thì chỉ cần bật lên thôi là được. Ok, bây giờ mình sẽ check root ha. Đó, bây giờ root. Đây, nó hỏi quyền super user cho phép. Rồi ha, đó, đây. Xiaomi Android 14. Rồi. Root thì cái này cũng đơn giản anh chị ha. Ok, đó, HyperOS. Rồi, video hướng dẫn root của em đến đây là tạm dừng ha. Thì nếu anh chị và các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em nhé. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nhé.